Bà trong kìa. Hai bà nào cũng để hết trơn á. Đó, thấy chưa? Trời ơi, chơi người ta hoài. Đứa trai trẻ khen thấy chưa? Đúng rồi. Thằng này có mắt cho. Ấy mà nói tôi đuôi như vậy. Thì em có mắt chứ em đâu có đuôi đâu. Em có hai mắt mà. Lại Không có mắt là đuôi như vậy. gì chứ. Học mỹ thuật. Đúng rồi, 31 rồi. Rồi, cảm ơn. Hoàn thành đơn. Đơn này mình được 26.000. Ôi. Đi về đâu để gặp mình. Thì tao lại mày, tao nhận mày mày rồi mà tao lại mày mày đuối cùng cùng tao đi nha. Ở đây nghỉ luôn. Mệt mỏi quá. Sáng giờ mới có một đơn một. 6 giờ sáng tới 9 giờ 51. 2 tiếng 51 phút cho được đơn 26.000. Ba mươi mốt ngàn mà áp trừ phát còn 26.000 xu. Đó, nổ đó rồi giao phút luôn. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi, ông ngồi đó ông núp ông thầy. Thiệt tình. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi, tiếp 10.000 luôn, dễ thương dữ anh trai. Giao nước dừa cho ông ngồi đó ông núp tôi xong rồi ông tiếp thêm được 10.000 nữa. Trời, quá dễ thương. Tiếp cái này tiếp trong app nha anh em, hết tiếp được 10.000. Mình đi Âu Cơ đúng không? Rồi. Rồi đó nha. Nói cái hẻm trong đây khó tìm nha. Nhảy gì chứ. Đường nào ra được ta. Quay lại ha. Cái đường đi ra ngoài. Đây ha. Ba mươi trả 30.000 ơi đít ơi mong hết rồi. Cảm ơn.
ơi. Bạn thành đơn. Đơn này mình được thuê mua 7.000. Hai cuốc chở khách cho buổi sáng từ sáng tới giờ. Sao mà toàn đập rửa không biết. Trời ơi, từ sáng giờ mà toàn là đực rửa không vậy. Không có một em nái nào hết vậy. Nái ơi, nái ơi, nái đâu rồi. Này. Nái ơi, nái ơi. Ủa mình gì lâu lắm vậy thì nhá. Rồi, cảm ơn nha. Em mới tới à. Mấy anh này đợi mới lâu nè. Quay cái clip thử. À. Đi rồi, có mấy này công an đó, nó thấy cũng nhổ lắm. Nhổ gì đâu, bình thường chạy sai thì nó bắt chơi chứ. Cái công an đó mình nó quay phim á, quay công an này. Chạy sai thì mới không bắt thôi chứ cam không cam gì. Chú lấy bún đậu đúng không? Lập á. Tám ba. Có đúng không? Dạ dạ con cảm ơn chú. Tám ba. Chú đó. Mười một ngàn tiền tiếp. Chú đó tiếp cho thêm bảy tám ba đưa 70. Vậy là chú đó tiếp 7.000. Và tiếp chứ 7.000 nữa là được 18.000. Quá là ngon. Quá thần chú. 2 giờ mà cái bụng chưa thấy đói, tại vì chạy không có tiền, từ hồi sáng tới giờ mới có 4 đơn hà 5 đơn hà, rồi ăn uống cái gì, nãy giờ chạy phút hơi bị nhiều. Nói luôn anh ơi. Tôi đặt luôn anh ơi. Ở đây có ai đi Quang Trung không ta? Áo xanh vàng mà chứ đâu phải áo vàng đâu. Rồi ok lên luôn. Rồi ok giọt nha. Đậu này hả? 20 20 20
ông kia ông bỏ mười mấy. Ông nào? Cái ông mà mượn cái áo màu xanh. Ông khùng. 20 chạy nãy giờ rồi. 20 ngàn rồi mười mấy. Ông tào lao vừa vừa. Cái gì vậy bà nội? Giảm giá bớt mấy ngàn gì bà thím? Anh chạy cực khổ lắm em ơi. Trời ơi trời. Chạy gáp không có khỏe đâu em. Kiếm từng đồng. Cho là cho đúng người chứ. Em như vậy mà em đưa 20 ngàn chạy nãy giờ 5 cái mấy số. Trời ơi. Chạy 5 cái mấy số. Qua có 20 ngàn mà áp chưa tính trừ áp nữa, tôi coi trừ áp bao nhiêu. Áp trừ lại còn có 18 ngàn à. Mà kêu giảm giá bớt cho vài ngàn nữa. Từ lại thiệt chứ. Giảm cũng được thôi, nhưng mà không có đúng người, không có giảm được. Thà cho mấy người này người kia ở ngoài đường còn có tình có nghĩa hơn. Chứ khách người ta có tiền ăn mặc vậy đi mà còn kêu tài xế giảm giá. Thua luôn. Anh giao qua Phù Đổng Thiên Dương đúng không? Ừ, mà anh biết đường đó không? Thì có số ở đây nè, 23 Phù Đổng Thiên Dương. Chỗ xã Tây. Chỗ xã Tây phố ông Vũng Lâm. Vũng Lâm, nãy quên lấy cái thêm cái gì dọc chồng vô. Sao nó đi? Đúng số cho em là được à? Đúng số. Rồi, anh Phong, vợ. Anh Phong. Ừ. Để em coi, coi. Cái này cái gì anh? Cái đầm với lại cái cúc giải á, cho... Ờ, ờ, ờ. Đúng rồi. Thử, đây, ship bên kia gửi hay anh gửi? Ừ, gửi. Rồi ok. Ừ. Ây nha. Sáng giờ được đơn này quá ngon. 20 cây. Trời ơi, đau đít nữa rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Dạ. Phong không? Dạ đúng rồi. Anh à. Anh Phong đúng không? Anh Tuấn Cường gửi phải không? Dạ. Cái áo không? Dạ. 100 ngàn tiền xe phải không? 101. Cho em đơn hay là lấy tiền mặt? Lấy tiền mặt cũng được á. 101.
Đây em cầm cho anh lấy đồ. Rồi. Cầm cái màu à? Dạ. Cảm ơn anh 400 đi. Dạ, cảm ơn anh. À ba nè. À ba đi chợ ơi, nghĩ mua sữa con ăn đi rồi. Đại ba sẽ chờ tới giờ. Em gửi. Dạ rồi, em cảm ơn. Đón nãy giờ chợ. Em tin với công việc. Đón nãy giờ hả? Ý là anh đứng đón nãy giờ hả? Nó cái gì? Nãy giờ em nhìn các em nó đứng. Nãy giờ anh chạy liên tục mà. Rồi quên chụp hình luôn. What the hell. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Đơn này mình còn lại được 72.000. 72.000 anh nói tiếp thêm 5.000 nữa. Được 75. Ủa 77. Kéo à. 77.000. Ngon lắm, ngon ngon ngon. Thành bây giờ tôi ê đích dữ lắm rồi anh em ơi. Hết. Lấy hai. Lấy giao qua Bình Chi Đông á. Bình Chi Đông. Bình Chi Đông hả? Chiến chiến lược. Tên gì á? Trung Cẩm Vinh. Trung Cẩm Vinh hả? Trung. Trung Cẩm Vinh hả? Dạ. 27 hả? Người đặt là Trung Trung Cẩm Vinh. Cẩu xá rồi. Cái này là khách đặt đúng không chị? Dạ. Khách nó đặt anh kêu mua gì? Mua cái gì anh? Lấy bịch bột há cảo hả? Bịch bột há cảo đúng rồi. 27. Bao bột há cảo rồi, đúng rồi. Gì đó 10kg gì đó. Ủa đội cái nón này có camera đeo đó ha. Tại gắn chi vậy? Chơi cho vui á. Chơi cho vui thôi chứ làm gì đâu. Ảo chó, xem chó. Đâu cần nhất thiết mấy ông công an phải có. Mình dân mình quay ngược lại mấy ổng không? Đúng rồi. Ổng xúc mình nhiều quá mà. Má giờ đi ăn nhậu, mai dám đi ăn nhậu. Thì đúng rồi, đứa nhậu rồi bắt gáo. Mấy ổng ăn nhậu rồi bắt mấy ổng. Ông anh mới bị hết 8 triệu rồi bỏ xe luôn rồi. Sao không xỉn à? Chiếc quay mà cụ bắp mà phạt 8 triệu rồi bỏ luôn chứ. Mấy ổng làm gì là mốt mấy quán nhậu lệ hết. Dạ. Không ai dám nhậu nữa, để mua về nhà nhậu. Ông bóng thầm lắm mà đeo cái này. Ông ta có gắn mặt mai máy lạnh chậm bột. Cái gì vậy bà nội? Nấu xỉ người ta có camera phải có máy lạnh. Nóng người ta đậu làm chi? Anh đặt cái bịch ha gì bịch bột há cảo đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rồi em bao bột há cảo 10 kg. Rồi ok. Rồi. Tính rồi. Tính là lỗ rồi. 270. Áp chiến lược à? Áp chiến lược. À. Dạ. Chị biết ông này hả? Trời ơi. À vậy em yên tâm. Dạ. Mấy đơn ứng bây giờ. Có cái này ổng làm mấy gì phán. Mấy đơn ứng bây giờ nó cũng sợ lắm, gọi trước không à. Gọi trước mà còn bị hoài á. Ma mà nó sợ còn mùa dịch không? Dạ. Chứ giờ bom cái này đem giờ làm gì? Ôi. Cái đơn này mình giao từ quận 5
qua bên ấp Kiến Lược. Cái đường này ứng 270 ngàn, trời ơi ngắn, chạy từ sáng giờ không được 270 nữa, chạy từ sáng tới giờ nó được nhiêu đâu, giờ ứng 270 bù tiền vô. Đây ha, có anh 301 nha. Anh có 1.000 lẻ không? Dân này được 24 ngàn. Ủa? 23 ngàn. Cho anh lợi 1 ngàn. Được. Thảo án. Bỏ luôn. Cố định. Anh Lê Phú Định đúng không? Dạ. À. Dòng xe đi. Dạ. Dòng xe đi. Ở đường này ra không được ha? Em đi đường này ra xa thôi. Dạ dạ. Đúng chỗ nào? Đây ha. Nói đâu giờ đó nhau còn không anh được bắt xe đi về chứ đâu cần. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đang đi nhậu mà đâu. Hoàn thành đơn này được 23 ngàn, anh đã tiếp thêm 1 ngàn nữa là 24 ngàn. Bữa nay được tiếp hai vị nhiều rồi nha, sáng giờ chắc được vài chục ngàn. Đít quá anh em ơi. Trời ơi. À, mình chỗ cái nhà Mai đúng không chị? Dạ đúng rồi. Ở rồi, đây nè. Rồi rồi đúng rồi chị. Ai tên Kim Cương? Rồi rồi có rồi. Tên Kim Cương hả? À? Trời ơi Kim Cương mà nhìn xấu hơn chứ Kim Cương đó. Chẳng ta tên Kim Cương là phải đẹp. Tên Kim Cương nhưng mà xấu quá. Kim Cương cái gì Kim Cương. Chị đó chơi đẹp vậy mà anh còn chơi nữa hả? Không, ở ngoài này không phải, bà trong kìa. Bà trong kìa. Hai bà nào cũng đẹp hết trơn á. Đúng là con trai. Trời ơi, chơi người ta hoài. Đừng trai trẻ thấy chưa. Đúng rồi. Ấy mà nói tôi đuôi như vậy. Thì em có mắt chứ em đâu có đuôi đâu. Em có hai mắt mà. Không có mắt là đuôi như vậy. Lại hết chứ. Đáng hay ghê luôn. Mấy người chân dài á, mấy người chân dài chứ cái não nó ngắn lắm. Gì vậy? Ủa gì vậy? Nói vậy động chạm nghe, vợ anh chân cũng dài vậy chứ trên đó còn. Ông chọc đi, hồi bả dắt cây kim ra bả lẹo cái mỏ không rồi. Dài mà nói dài. Lại nội đó thiệt chứ. Không biết
cái nhà mai vừa có hai người mai rồi ông nội. Hôm nay thứ bảy người ta nghỉ hết hay gì á, có hai người mai. Ở bên xưởng mai bên đây thấy hai chị đó dễ thương, nói chuyện dễ thương hơn là ở bên kia, ở bên chợ cái xưởng lớn hồi nãy mình qua mình lấy. Trời ơi, đơ đơ luôn, không dám nói chuyện luôn, kiểu hầm hầm á. Hầm hầm là hầm hầm á. Trời ơi, anh nghĩ là mai mốt em đặt em nên gửi vị trí cho tài xế là nó chắc hơn. Hai cây máy á nè, nó sai ghê không? Của em là bên đây nè, giờ chạy trở về em đính chính xác là chỗ này. Quại cái trưởng này chứ. Trời. Tới còn chuyện. Cái địa chỉ này tôi chạy lâu năm mà tôi còn bó tay. Cái ông mới vô đây chắc kiếm một buổi luôn, không biết ra không. Tốt nhất là kêu khách gửi vị trí Zalo là xong, đúng không? Ôi trời ơi, mình thì bình thường chạy vậy đó, cái nào bế tắc quá mới nhờ khách gửi vị trí, còn mấy anh em khác chạy sao mình không biết. Bây giờ quên chụp hình nữa. Trời, cái giá điện thoại này nó bất tiện quá, dặn ốc này kia mất thời gian quá. Chạy dài dài mình kiếm mua cái kẹp, cái kẹp bằng nhựa anh em, dán vô một cái tháo ra gắn vô nó cũng lẹ. Trời, giá này bất tiện quá. Cô ba chân gà cho em vô nghe anh chị. À, sạc 18 phải không em? Có người gửi bên kia qua chân gà hay gì á, gửi cho Ánh Phượng. Có ai Ánh Phượng không? Phượng bên đây hả? Em ơi. Dạ. Dạ dạ. Ra ngã ba quẹo luôn không? Rồi. Trời ơi, làm lũ vô đây. Đi ra đi vô khó khăn. Cái hẻm 18 nhiều lắm. 18 nhiều lắm hả? Ừ, 4-5 căn 18 luôn. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi tỉnh Phượng. Tên Ánh Phượng. Dạ. Từ bữa đó đi rồi, đi vô trong cái Ánh Phượng. Đâu biết số nhà 18 nhiều dưới đâu. Anh Phượng á. Anh Phượng á. Mới đầu xe ra đi nha. Đâu lấy đâu. À dạ hả? Dạ. À biết. Sao ở trong đây 263 18 mấy căn dưới rồi ta? Dạ đúng rồi. 3
ba căn một người, một nhà ba căn, mua ba cái nhà hiểu không? Giàu quá. Giàu quá mà. Quá giàu mà. Một người mua ba cái nhà phải không? Đúng rồi. Một người mà mua tới ba cái nhà mà. Bởi vì có số một thôi. Rồi. Biết khi nào em mới được vậy? Ôi giời ơi. Từ từ. Không có từ được, bây giờ già ủa lắm rồi. Giờ ngoài 30 rồi. Ơi. Mất ba mấy tuổi thì ta 40 ba ba ta mới có, bốn mấy ta mới có. Cái diễn từ từ. Đâu có được phép mua một căn. Biết đâu thời tới cả không nổi hay sao? Cái gì đó bà nội? Hẹn chị 4 giờ 15 trở lại đây. Ngày 5 giờ 5 giờ đi có ngày. Ơi, đơn này mình được 32.000 khách trả thẻ. Rồi. Nói cái đơn này á, đi lấy hàng thì sai vị trí tùm lum, kiếm cũng cực mà đi trả hàng nó cũng cực. Né vô cái đường vãi cái trưởng. Anh ơi Nguyễn Gia Trí. Đây đúng không? Vẫn đây nha. Rồi, cảm ơn. 13.000. Rồi, ok. Ừ đúng rồi. À có nó rồi. Rồi ok. Nghe nó bị câm lý cho nên là nói chuyện không được. Hoàn thành đơn, đơn này khách trả thẻ được 44.000. Mình tắt app luôn nha mọi người ơi. Tê quá rồi, chạy từ sáng giờ. Trời ơi, chạy liên tục. Hôm nay cuối tuần được bữa anh Go cho chạy quá chạy.
tính ra thì thằng em nó nãy mình thấy nó bị kiểu câm điếc á mọi người. Mình tính là không, mình nghĩ là không không có lấy tiền của em nó, tội nghiệp nó còn tuổi ăn tuổi học á. Rồi mình sao mình chở con bé về nhà mình coi lại là tiền đó thì trả thẻ rồi, nên là cũng làm gì tốt không được. Thôi ok anh em, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mọi người xem clip hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một comment lại ở lại ở phía bên dưới để mình có thể tương tác với mọi người nha. Tôi đang nói chuyện thấy không, bóp càng tin tin vậy, đá vô cuốn họng bây giờ. Ok, bye bye mọi người nha, chúc mọi người xem clip vui vẻ.